Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Weekend Cook cùng vợ bếp nha. Hôm nay Weekend Cook sẽ giới thiệu tới cả nhà món ăn rất đặc biệt của xứ sở Phù Tây, đó là món mochi dọc nướng. Đó, các bạn xem rất là đẹp mắt nha, rất là nhẹ nhàng lúng đinh, ăn vào rất là mềm mịn ngon ngọt các bạn nha, cùng với hoa anh đào thơm mặn mặn bên trong các bạn, ăn rất là ngon cả nhà nha. Chưa kể có thêm một chút bột đậu nành nè, bùi bùi sực sực cùng với nước đường đen thơm ngọt liệm, tất cả hòa vào nhau rất là ngon cả nhà ơi. Nào chúng ta cùng vào bếp nha. Đầu tiên mình sẽ chuẩn bị 100g đậu nành để mình làm bột đậu nành các bạn nha. Thì đầu tiên mình sẽ rửa mình sơ qua cho sạch sẽ các bạn, sau đó mình sẽ bắt đầu rang, rang khoảng tầm 20 phút đến nửa tiếng các bạn nha. Đó, lửa nhỏ thôi, lửa vừa cho nó chuyển màu vàng vàng các bạn. Một lon bánh tráng màu vàng là mình sẽ bắt đầu mình lấy ra mình xay các bạn nha. Ok, tiếp theo mình sẽ cho đậu nành đã rửa vào trong cái chảo để mình rang các bạn nha. Đó, rang cho chín các bạn nha. Ok, rồi đậu nành đã chín rồi các bạn ơi, mình sờ vào thấy nó cứng và hết mềm á, tức là không còn mềm nữa là ok các bạn nha. Mình sẽ lọc bỏ những cái vỏ đen, mình sẽ để nguội, mình sẽ xay các bạn nha. Tiếp theo mình sẽ bắt đầu mình chuẩn bị cái hoa anh đào ngâm muối các bạn. Mình sẽ cho nước vào, mình sẽ thay nước 2 lần để nó bớt mặn các bạn nha. Ngâm muối là mặn các bạn nha. Vừa tẩy bớt cái độ mặn và được vừa chất dơ luôn các bạn nha. Ok, và nguyên liệu nước đường đen mình sẽ nấu bao gồm là 50g đường nâu đường đen các bạn nha, với 50 lít nước và một lá chanh các bạn nha. Khi nào mà nó nóng xong mình sẽ cho xíu chanh và chanh vào các bạn, để cho nước được loãng các bạn nha, lỏng lỏng nó không có đặc lắm. Ok, đầu tiên mình sẽ cho nước vào, mình nấu cho nó sôi, sau đó mình sẽ cho cái đường đen vào các bạn nha. Và nước mà đường nước đường sôi lại nữa cho vào cái xíu nước chanh là ok. Ok, và nước sôi mình sẽ cho vài giọt nước cốt chanh vào, sau đó mình sẽ để hoặc để nguội các bạn nha, lát mình sẽ sử dụng sau. Ok, và sau 15 phút thì đậu nành đã nguội các bạn nha. Đó, bây giờ mình sẽ cho đậu vào máy xay để mình làm cái bột nha. Thì lá xay xong sẽ còn những cái lợn cỡ đó, mình sẽ dùng cái rây để mình lọc lại các bạn nha, lọc lại cái bột thôi. Còn cái nào lợn cỡ mình sẽ thay tiếp bạn nha. Đó, sẽ nằm ở hết những cái lợn cỡ lần xong. Ok, để làm một chuyện nữa chúng ta sẽ có nguyên liệu như sau, là sử dụng là 500ml nước các bạn nha, cùng với 20g đường bằng ngọt hay tăng lên nha, và 10g bột rau câu aga đó, và 50 lít nước đường đen, 50g bột hoa anh đào nha, cùng với 50g bột đậu nành các bạn. Thì ở đây mình sẽ đầu tiên mình sẽ nấu bằng cách dùng bột lọc trước nha. Đó, hiện đó sẽ các bạn xem hai cách luôn. Một cách thứ hai mình sẽ làm là dùng bột gelatin các bạn nha. Thì cái, mỗi cách nó sẽ có cái ưu nhược điểm riêng. Cái bột đậu câu thì sẽ làm cái bánh này cứng hơn, mau đông hơn và để ở ngoài lâu hơn. Đó, nhưng mà nhược điểm nó sẽ là không có được trong nhanh, sẽ bị đục. Và còn với cách thứ hai gelatin nó thì sẽ giống phiên bản thuần chủng hơn, nó sẽ trong suốt các bạn nha, mềm mịn nhưng mà để ở ngoài sẽ dễ bị chảy nước hơn nha. Đó. Ok, tiếp theo mình sẽ bắt đầu cho hỗn hợp bột với nước này lên bếp mình nấu sôi cùng với đường luôn nha. Sau đó khi mà hỗn hợp này đã hòa tan hết thì mình sẽ bắt đầu mình đổ ra từng cái khay silicone luôn nha. Ok, mình sẽ chuẩn bị một cái khay inox ở dưới các bạn. Sau đó mình sẽ để miếng silicone trên để làm điểm tựa. Sau đó mình sẽ cho từng miếng từng cánh hoa anh đào vào cái hoa anh đào này mình đã ngâm nước muối 2-3 lần các bạn nha, nước mà nước lạnh á nó bớt cái mì mặn đi các bạn nha. Rồi mình sẽ cho từng cánh hoa vào khay và mình sẽ chuẩn bị đổ nước và rau câu vào các bạn nha.
Ok, bây giờ mình sẽ đổ nước vào các bạn nha. Đó, mình sẽ đổ từ từ vào. Mà thấy không, nó đổ vào cánh hoa sẽ tạo hình các bạn nha. Thì ở đây nếu bạn nào có cái khuôn mình để làm cái bông chi giật nước á, cái khuôn nó dạng giống như là phần nửa dưới là một cái nửa giật nước, ở trên là phần nửa mình nửa giật nước còn lại, sẽ lúc mình đã tạo hình á nó sẽ ra nguyên một nửa hình tròn luôn các bạn, đẹp hơn nha. Nếu không các bạn có thể dùng miếng silicon này cũng được. Đó, nó cũng là nửa giật nước luôn các bạn nha, rất là đẹp rồi. Và mình sau khi mình để ở ngoài được một thời gian thì đã con đã đông lại rồi nha, có thấy không, lúc mình đổ nước ở trong nhưng mà lúc mà đông sẽ bắt đầu đục lại từ bạn nha. Đó là một cái nhược điểm của cái bộ đồ con các bạn, gelatin này nó sẽ không bị đục các bạn nha, nên gelatin sẽ là bản cái giống thần chủng thần gốc luôn, thần bản mua chi giống nước mà nó trong veo luôn nha. Đó, bạn thấy không, đó để một chút sẽ đông lại bạn nha, thì ăn nó sẽ không ngon bằng nếu mà sao ăn với cái mochi bằng gelatin các bạn nha. Đó, thì bây giờ mình sẽ cho cái đường, nước đường cùng với bột lành nên là xong một món mochi bằng bột đậu cau các bạn. Đó, mochi giật nước bằng bột đậu cau. Bây giờ tiếp tục mình sẽ làm bản mochi giống bản thần gốc ha, là bản mochi giật nước bằng gelatin các bạn nha. Nguyên liệu cũng tương tự thôi, mình sẽ sử dụng khoảng 15 đến 20 gram bột gelatin các bạn nha. Gelatin phải dùng nhiều hơn thì nó mới đông nhanh và nó sẽ đặc các bạn. Và có 20 gram đường cùng với 500ml nước luôn, tương tự luôn. Đó. Rồi, mình sẽ cho nước vào và mình sẽ nấu nước sôi cùng với bột gelatin và đường các bạn nha. Đó, sau đó mình sẽ bắt đầu để nước vào từng cái khay silicone giống như kia luôn. Ok, nước sôi thì mình sẽ cho bột gelatin cùng với đường vào các bạn nha. Mình khuấy đều lên là coi như là xong. Ok, và mình sẽ cho hỗn hợp nước gelatin này vào cái cốc đông của mình nha. Sau đó mình sẽ cho cốc đông này mình sẽ đổ vào drop vào từng cái khay silicon giọt nước. Ok, thì mình sẽ chia làm 3 cánh hoa anh đào và 3 cánh hoa đậu biếc, thì mình sẽ đổ vào cái cánh hoa anh đào trước. Tại vì hoa anh đào thì nước sôi nước nóng á sẽ không ảnh hưởng tới cái màu sắc của cái giọt nước mình nha, nhưng mà đặc biệt hoa đậu biếc á, khi các bạn đổ nước nóng á, nó sẽ ra màu xanh đậu biếc, thì lúc nó sẽ làm cái giọt nước mình không có trong nữa các bạn nha. Nên mình sẽ đợi nước nó nguội hẳn hoàn toàn mình mới đổ vào các bạn nha. Thì gelatin các bạn không sao đâu, mình để ở ngoài nó sẽ không đông các bạn nha, khi nào mình cho vào tủ lạnh á thì gelatin mới đông lại. Đó. Ok, và nước đã nguội các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cho hoa đậu biếc vào và mình sẽ rót nước vào các bạn nha. À, nó nguội rồi, các bạn cái độ thoải mái nó không có ra màu đâu. Nó ra nó rất ít các bạn nha. Rồi mình sẽ cho vào tủ lạnh khoảng tầm 2 đến 3 giờ để nó đông lại các bạn nha. Đây các bạn xem, à, đẹp không? Rất tuyệt vời cả nhà nha. Bây giờ mình sẽ lấy một mochi giọt nước để các bạn xem, rất là đẹp luôn. Này cả nhà xem đẹp không? Đó, tưng 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 trong veo của nhà nha. Đó, ăn rất là tuyệt vời luôn, mềm mịn các bạn ơi, nó không có cứng như cái bột đậu cau các bạn nha. Đó, bây giờ mình trang trí bột đậu nành cùng với nước đường là mình thưởng thức cả nhà nha. Đó, bạn thấy không, hoa anh đào rất đẹp mà hoa đậu biếc còn nổi hơn nữa các bạn thấy không, màu tím luôn, xanh đậu biếc luôn. Và cả nhà ơi, tên tên chúng ta cùng nhau thưởng thức món mochi giọt nước mịn mịn thơm thơm cùng với hoa anh đào của nước đường và sự sực của bột đậu nành. Trời ơi, tất cả hợp vị vào nhau làm tan chảy con tim của những tín đồ hảo ngọt cả nhà nha. Rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Rồi chúc cả nhà cảm nhận thư giãn với món ăn này nha. Hẹn gặp cả nhà ở những clip sau. Bye bye.